Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì Mi bị ho một xíu nên là cơ thể cái giọng Mi nó sẽ hơi bé và Mi sẽ cố gắng chỉnh tiếng to lên để cho các bạn nghe rõ nha. Ở trong video này thì Mi sẽ làm random F2. Và trong F2 thì Mi sẽ nói về 6 tip mà Mi giảm được mụn ngay trong 1 đến 2 tuần thôi. Hay là những cái tip mà Mi học được để cho mụn nó giảm đi. Và hy vọng những cái tip này sẽ giúp cho các bạn. Vì tùy người và tùy loại da nên là Mi cũng không chắc chắn là những cái tip này có áp dụng được với các bạn không. Nhưng mà các bạn hãy thử xem là có hợp với mình không nha. Nếu mà cái tip này giúp được các bạn thì Mi rất là vui. Cái tip đầu tiên mà chắc là mọi người ai cũng biết, đó chính là uống thật nhiều nước mỗi ngày. Và không biết là uống 2 lít thì có thể là quá nhiều so với các bạn. Mi có một cái công thức để uống nước như thế nào để phù hợp với từng người. Thì cái công thức của Mi là lấy cân nặng ở trong pound chia 2 và sẽ ra được cái nước cần uống một ngày. Nhưng mà cái này là ounce, nên là các bạn phải, cái công thức này là từ Mỹ ra, nên là các bạn phải đổi thành pound với là ounce. Là 1 lít, gần 1 lít rưỡi một ngày thì cứ cho 1 lít rưỡi đi. Thì bình thường Mi sẽ uống nước thì Mi chỉ uống tầm 1 lít đến 1 lít 2 thôi. Còn cỡ 300ml, 500ml còn lại là coi như là canh. Và những cái nước linh tinh mà Mi uống thì Mi nghĩ là như vậy sẽ hết mụn nhanh hơn. Và nói về uống nước thì nếu mà các bạn nào bị mụn thì hạn chế ăn đường và uống sữa hoặc là ăn trứng, tại vì những cái đó cũng gây lên mụn. Thì lúc trước thì Mi ăn trứng rất là nhiều, ăn trứng và ăn mì nhiều vì Mi rất là thích mì. Nhưng mà dạo này thì Mi không ăn nữa, Mi cố gắng rất là hạn chế, tầm 2-3 tuần mới ăn một gói mì thôi. Là một trứng thì Mi hết lại, tầm một tuần thì ăn cỡ 3 trái trứng thôi chứ không nhiều hơn 3 trái. Thì Mi cảm giác là mụn giảm đi rất là nhiều. Là bình thường buổi sáng thì Mi uống tầm chắc là một cốc nước chanh ấm pha với nước ấm uống trước khi đi học. Thì Mi cảm thấy là nó làm cho cơ thể nó sảng khoái hơn, như nó lọc cơ thể mình vậy. Nhưng mà cái này chỉ phù hợp với bạn nào mà không bị viêm dạ dày thôi. Còn nếu mà các bạn nào mà bị viêm dạ dày thì không nên. Cách thứ hai là cách rửa mặt. Thì bình thường mọi người cứ nghĩ là rửa mặt là ok, rửa mặt xong là sạch. Nhưng mà không phải vậy. Sữa rửa mặt cũng phải phù hợp với da của mình nữa. Thì Mi là da nhạy cảm nên Mi kiếm những cái sữa rửa mặt nào mà làm từ tự nhiên thôi. Nếu mà các bạn là da khô hay là da nhạy cảm thì không nên xài rửa mặt bằng foam là kiểu bọt á, mà nên rửa mặt bằng gentle thì Mi thấy nó sạch, nó đỡ bị hút nhiều nước của các bạn hơn. Và khi mà rửa mặt xong á thì lúc mà nước còn ở trên mặt thì các bạn không có nên là thấm khăn, tại vì thấm khăn thì cái nước nó sẽ đi theo luôn, cái độ ẩm sẽ đi theo cái khăn mà đi ra khỏi da mặt luôn, thì là không tốt. Cách tốt nhất là xịt cái toner. Thì Mi chiết cái toner ra cái chai xịt nhỏ để Mi để trong toilet á. Và lúc mà Mi rửa mặt xong, vừa rửa mặt xong thì lúc mà mặt còn ẩm, Mi xịt cái này lên và vỗ nhẹ thì nó khô á. Thì Mi cảm giác là nước nó không bị lấy ra từ da mặt mình. Tiếp thứ ba là thay ra gối thường xuyên. Thì nếu mà da dầu hoặc là da thường thì tầm một tuần thay ra dùng một thay ra gối, vỏ gối một lần. Còn nếu mà da khô đến da nhạy cảm thì tầm 2 ngày đến 5 ngày thì các bạn thay một lần. Tiếp thứ 4, cái này Mi nghĩ là quan trọng nhất, đó là các bạn thử sử dụng những chất, những sản phẩm đến từ thiên nhiên, những sản phẩm làm đẹp đến từ thiên nhiên, thay vì những cái mà nó toxic quá thì nó cũng gây nên mụn nữa. Thì Mi có một cái app, thì cái này là Mi đi vòng vòng cái là Mi kiếm được cái app này thôi, gọi là Think Dirty, thì Mi sẽ để ở đây. Thì cái app này nó chỉ có những cái sản phẩm của Mỹ thôi. Thì dạo này Mi hay xem thì Mi kiếm những cái sản phẩm mà Mi có, hoặc là nếu mà Mi cần cái sản phẩm nào, Mi cần sữa rửa mặt thì Mi sẽ đi lên coi là cái nào mà người ta mua nhiều nhất, thì nó sẽ trong khoảng từ, nó có level thì Mi kiếm cái level 5 trở xuống thì Mi sẽ mua những sản phẩm đó thôi. Thì các bạn xem thử cái app nha, hoặc là các bạn có một cái trang thì nó, Mi sẽ để cái trang đó ở đây, hoặc là để cái link ở dưới cho các bạn. Thì nó có những cái list, những cái chất mà có trong sản phẩm của các bạn. Thì cái này hơi tốn thời gian một xíu, nhưng mà các bạn có thể dò từng chất để coi nó là tốt hay là không tốt. Và cái ba cái mà mọi người hay tránh nhất là hình như là sulfate, paraben với một chất nữa. Mi sẽ để ba cái chất mà mọi người hay tránh ở đây.
Thì nếu mà các bạn thấy cái ba chất này ở trong cái list mà thành phần thì các bạn không nên mua. Tiếp thứ năm đó chính là xài mặt nạ. Thì My thấy My xài mặt nạ mật ong thì rất là giảm cái thâm phủ mặt My á, nó hết rất là nhanh, hết nhanh hơn so với bình thường. Thì bình thường chắc là tầm 1 tháng, thì bây giờ hết tầm 3 tuần là My đã đỡ thâm rất là nhiều rồi. Và mặt nạ mật ong thì My chỉ lấy một xíu mật ong My chấm lên cái phần là bị thôi, và My để tầm 15-20 phút và sau đó rửa đi. Và lúc mà My muốn mà dưỡng ẩm một xíu thì My bôi toàn bộ mặt luôn, thì My để trong vòng 30 phút và My rửa. Và sáng hôm sau thì My xài kem chống nắng, My xài kỹ hơn một xíu. Bình thường My xài kem chống nắng My xài tầm 1 lớp, thì nếu mà hôm nào My đắp mặt nạ mật ong thì My xài tầm 2-3 lớp. Cái thứ 6, My nghĩ cái này là cái quan trọng nhất và giúp tất cả mọi người nhanh nhất luôn, đó chính là ngủ đúng giờ. Thì trong khoảng từ 9 giờ rưỡi đến 2 giờ sáng là cái khoảng mà người ta nói là giấc ngủ đẹp. Đó là những gì mẹ My nói là giấc ngủ đẹp. Nên là mẹ My lúc nào cũng dặn My là phải ngủ trong cái khoảng đó thì da mới đẹp lên được. Thì nếu mà mình làm việc trong cái khoảng thời gian đó thì cái những bộ phận trong người thì nó không có thời gian để nó nghỉ ngơi, nên là nó phải hoạt động quá sức thì da mình nó cũng sẽ xấu theo. Đặc biệt là nếu mà gan xấu thì da cũng xấu. Nên là cái khoảng thời gian đó nếu mà bạn ngủ thì gan mình sẽ được thải độc ra, thì da mình sẽ đẹp hơn. Thì nếu mà các bạn nào mà học bài như My á, là học sinh rất là nhiều bài phải thức khuya, không có ngủ được trong cái thời gian đó, thì các bạn cố ngủ từ tầm 11 giờ 11 rưỡi, nói chung là trước 12 giờ đến cái sáng hôm sau thì là tốt nhất. Nếu không á, những nào hôm nào My nhiều bài thì My ngủ tầm 9 giờ My ngủ đến tầm 2-3 giờ sáng mới dậy, xong rồi My làm bài đến tầm 5 giờ sáng xong My ngủ tiếp đến sáng. Thì lúc đó thì da mình vẫn, người mình nó vẫn có thể thải độc ra được. Và hy vọng cái video ngắn này sẽ giúp các bạn, và hẹn các bạn trong video kỳ sau. Bye bye.